Phòng bếp không chỉ là nơi chế biến mà còn là nơi gắn kết các thành viên trong gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cho nên, bếp được xem là linh hồn của ngôi nhà, nơi thắp lửa yêu thương. Khi thiết kế bố trí phòng bếp, ngoài tính thẩm mỹ, cần chú ý để cao tối ưu công năng sử dụng để mang đến sự thuận tiện cho gia đình bạn. Một nhà bếp hoàn hảo không chỉ cần đẹp mà còn cần sự liên kết một cách khoa học. Nhà bếp khoa học cần được chia thành 5 khu theo chiều thuận, theo đúng thứ tự: khu thực phẩm, khu đồ dùng, khu rửa, khu soạn và khu nấu. Không gian nhà bếp có tính khoa học. Không gian nhà bếp có tính khoa học sẽ thuận tiện cho việc sơ chế, nấu nướng và thuận tiện cho việc lưu trữ đồ. Có nhiều dạng bếp phù hợp với không gian như dạng bếp chữ L, chữ U, chữ G hay dạng bếp song song. Phải biết lựa chọn thiết bị bếp và phụ kiện phù hợp. Lựa chọn thiết bị bếp và phụ kiện là một vấn đề vô cùng quan trọng. Các thiết bị bếp bao gồm tủ lạnh, bếp nấu, máy hút mùi, lò vi sóng, bồn rửa. Với những căn nhà hiện đại thì bếp từ đã thay thế hoàn toàn cho bếp ga vì những công dụng tuyệt vời của nó. Tuy nhiên, cần đặt bếp từ cách xa bồn rửa, ổ điện và tránh ánh nắng mặt trời. Thiết kế một không gian nhà bếp có đầy đủ ánh sáng và gió. Ánh sáng và gió là những yếu tố tác động đến thị giác, thẩm mỹ và sức khỏe. Nếu nhà bếp được bố trí được nguồn ánh sáng và gió hợp lý thì căn bếp sẽ trở nên tinh tế hơn. Lựa chọn chất liệu phòng bếp phù hợp. Lựa chọn chất liệu cho nhà bếp cũng là một vấn đề quan trọng. Hiện nay đang thịnh hành các chất liệu dành cho phòng bếp như gỗ, đá, granite. Các chất liệu này vừa dễ kiếm lại đảm bảo được độ bền cũng như tính thẩm mỹ. An toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Thông thường nhà bếp có chứa nhiều vật dụng sắc bén, dễ gây cháy nổ và là nơi sinh nhiệt lớn. Vì vậy cần bố trí các vật dụng sao cho khoa học thẩm mỹ nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn khi sử dụng. Cần chú ý phong thủy khi thiết kế phòng bếp. Theo phong thủy thì nhà bếp là liên quan đến tài vận và sức khỏe của gia chủ. Quý vị nên chú ý đến hướng đặt nhà bếp, vị trí phòng bếp và vị trí các bộ phận trong phòng bếp. Quý vị không nên xây dựng phòng bếp ở hướng nam. Theo phong thủy, hướng nam thuộc hỏa nên lửa thêm lửa sẽ gây ra hỏa hoạn, ảnh hưởng đến tài lộc. Nam thành đô, hy vọng qua những lưu ý sau đây có thể giúp quý vị có thêm nhiều kinh nghiệm để sắp xếp bố trí nội thất phòng bếp, để tạo ra một không gian bếp hoàn hảo, an toàn cho ngôi nhà của mình.